Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành vừa mới hoàn thiện xong một bộ chấp kích gỗ Mita. Chấp kích này có kích thước là 2m60 x 2m40, đã được sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Đây là đơn đặt hàng là gia đình anh Quyền, anh Cúng Tiến và Đình Xuân Trù thuộc xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Và video này quý vị và các bạn đang được xem trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Tiến, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong thời gian vừa qua thì gia đình anh Quyền, anh có xem các cái video clip về các cái bộ chấp kích cũng như bát biểu tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, và anh đã quyết định đặt một bộ chấp kích hàng khủng, hàng cỡ lớn để anh cúng tiến vào đình Xuân Trù. Đình Xuân Trù đến nay thuộc xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng được biết cụm di tích đình chùa Xuân Trù, đình và chùa Xuân Trù cũng mới được tôn tạo lại trên nền cũ, còn lưu giữ được khá nhiều cổ vật như một thần tích có giá trị được Viện Hán Nôm sao chép có ký hiệu là 5989 trên 951 AE A18 trên 2, lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, và một bản thần sắc sao bảy sắc phong của đình từ thời vua Thiệu Trị thứ 6 năm 1850 đến thời vua Khải Định thứ 9 năm 1924, và rất nhiều câu đối hoành phi, bia đá, cây hương đá và nhiều đồ thờ tự. Chúng tôi cũng được biết là đình Xuân Trù là thờ các cái vị thần Cao Sơn, Quý Minh và Diên Bình công chúa. Đình còn treo câu đối ca ngợi công đức của các vị thần. Đình và chùa Xuân Trù đó là một cụm quần thể di tích tín ngưỡng còn lưu giữ được nhiều di sản Hán Nôm có giá trị nhất định để phản ánh lịch sử văn hóa của địa phương. Và cơ sở đồ gỗ Hiền Lành cũng rất là vinh dự khi được nhận làm thi công bộ chấp kích để cúng tiến vào đình Xuân Trù. Đình cũng là rất nổi tiếng tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Và trong video clip này thì chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết bộ chấp kích đã được hoàn thiện sơn son thép vàng. Trên hình các bạn đang xem đây, toàn bộ thân cột để chứa các binh khí là chúng tôi làm dày 6 phân, được bo tròn liền khối. Phía dưới thì chúng tôi có tiện các cái cổ hành, và bên trên thì có các cái hàm long, và nôm na dễ hiểu thì chúng ta gọi đó là hàm rồng. Sau đó thì bắt đầu với đến các cái đầu binh khí bên trên, và chúng ta tính từ trái sang phải thì chúng tôi đã đánh số thứ tự từ 1 tới 8. Binh khí hay còn gọi là chấp kích. Binh khí số 1 đó là binh khí đinh ba, binh khí số 2 là chùy, binh khí số 3 đó là bát xà mâu chạm hình tượng con rắn đang bò, binh khí số 4 đó là vòng lửa. Chúng tôi chạm đầu rồng, và phía giữa bên trong là chúng tôi chạm hình tượng của lửa nên chúng tôi gọi nó là vòng lửa. Và binh khí số 5 đó là binh khí long ngư, tức là cá hóa rồng. Binh khí số 6 là một cây long trượng. Binh khí số 7 là phượng hoàng lửa, và binh khí số 8 đó là thanh long đao. Thanh long đao hay còn gọi là thanh long yểm nguyệt đao. Quý vị xem phim thời Tam Quốc diễn nghĩa thì quý vị sẽ biết các cái thanh long đao này là binh khí của ai, đó là binh khí của Quan Vân Trường. Và thường thì các cái bộ chấp kích cỡ lớn như này thì sẽ được đặt vào cái không gian rất là rộng, đình chùa miếu mạo không gian lớn thì nó sẽ phù hợp, và nếu chúng ta đặt trong không gian bé quá thì nó sẽ không không vừa, vì chiều cao tổng thể đó là 2m60. Bộ chấp kích này là bộ chấp kích hàng kỹ, không phải hàng chợ trên thị trường bình thường. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng để cúng tiến vào đình chùa, và đó là ngôi đình Xuân Trù thuộc xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Và đây cũng là gia đình anh Quyền, anh cúng tiến vào đình. Và chúng tôi cũng được biết là tiếp theo thì anh sẽ cúng tiến bộ bát biểu. Trên hình các bạn đang xem đây là cái giá đỡ của các cái binh khí chúng tôi làm dáng cong, rẻ quạt, hình giống chiếc cái quạt khi chúng ta mở. Phía dưới chúng tôi chạm dạ hổ phù, và có các cái đầu nghê bò ra đã được sơn son thép vàng phủ hoàng kim rất là đẹp. Gần đây cũng nhiều người điện hỏi chúng tôi chấp kích hàng kỹ với hàng chợ thì khác nhau như thế nào.
Trong video này chúng tôi quay chi tiết giới thiệu cho quý vị xem. Đây là kích thước chuẩn của bộ chấp kích 2m4 và 2m6 và giá rồng chúng tôi làm 12 phân kể cả phần chắp nổi. Phía dưới chúng tôi chạm chân nghê 8 phân và thân cột các cái cây binh khí là chúng tôi làm dày 6 phân đã được bo tròn. Phía dưới thì chúng tôi tiện cổ hành như quý vị đang xem đây, trông rất là bắt mắt. Nó thành hai điệu. Và các cái binh khí này chúng tôi được làm từ bàn tay nghệ nhân Dương Văn Hiền nên là rất có hồn. Khác với cái hàng binh khí bình thường trên thị trường, hiện nay tràn lan rất nhiều hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc cũng như xuất xứ của gỗ. Chúng tôi xin nhắc lại đây là bộ chấp kích bằng chất liệu gỗ Mita. Gỗ Mita thì xưa nay gắn với đồ thờ cúng tâm linh rất là nhiều và gỗ rất là bền, không cong vênh mối mọt. Chúng tôi làm hàng trần lõi 100%. Quý khách trên toàn quốc có nhu cầu làm về các cái dòng binh khí bát biểu, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684, cũng như là các cái sản phẩm đồ thờ cúng như nhang án ô sa, cửa võng ngai thờ, khám thờ và ngựa thờ. Chúng tôi nhận làm các cái đồ thờ cúng cho đình chùa miếu mạo. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể đặt hàng online qua số 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã ủng hộ cơ sở trong thời gian vừa qua. Cũng như là các khách hàng chưa biết thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho những người mới biết hoặc là những người mới vào nghề xem được các cái sản phẩm đẹp nhất, mới nhất của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Vâng, hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.